chơi. Võ sĩ hay không có phải là chỉ có tay chân không đâu, mày hiểu không? Phải có cái đầu nữa, mày hãy cúi cúi không? Cúi tao không nghĩ là nó bẻ xuống khóa tay tao luôn, trời. Hay hay. Trời ơi, chức du lịch năm nay là nằm trong tầm tay mày rồi Phúc ơi. Như vậy, nằm trong tầm tay. Nhưng mà có nắm được trong tay không thì chưa biết nha mày. Ôi trời. Mày hết giờ khiêm tốn rồi, hiểu không? Ai cũng biết mày là võ sĩ trẻ tiềm năng của năm nay hết á. Ôi trời ơi, mới mốt nổi tiếng rồi, nhớ cho tao với thằng Long thử sái rồi mày. Nha, mốt mày bước ra cái, mốt Hoàng Phúc bước ra cái. Trời, Long Quấn với Minh Dầm, hai trợ thủ đắc lực của võ sĩ Hoàng Phúc. Hoàng Phúc, mốt bước ra phải tập bài múa, hiểu không? Múa xong. Hân ơi, hôm nay có tiết học không? Mà sao giờ này còn chưa dậy nữa? Trời ơi, đây em nghe rồi mà tiếc tai quá. Giờ này mà chưa chịu chuẩn bị đi học nữa. Sinh viên năm 3 rồi mà để anh nhắc nhở hoài như con nít. Em nghỉ 2 tiết đầu mà. Còn nữa, bông trên bàn thờ cho ba má sao chưa thay? Anh hai có đưa tiền cho em đâu mà em thay. Cái gì? Em có nhớ lộn không vậy? Thì tiền anh hai đưa em photo tài liệu học hết trơn rồi. Anh hai cứ đưa tiền lắc nhắc, chẳng lẽ em xin hoài? Ừ, thì em cứ nói anh đưa. Cái gì mà phục vụ cho học hành hoặc những sinh hoạt chính đáng, anh có từ chối em bao giờ chưa? Ngoại trừ việc chơi bời lêu lỏng. Em ăn chơi lêu lỏng hồi nào? Thì cái đám bạn tụi em đó, suốt ngày cứ giao du với tụi nó, không lo học hành rồi ỷ lại, lười biếng. Trời ơi, anh hai không biết gì hết trơn. Có khi anh còn không thành điệu bằng tụi nó nữa. Mấy đứa toàn là nhà giàu, quan hệ rộng, giống Triết Uy á, bạn trai em. Cái gì? Thằng Triết Uy á hả? Thằng đó mà học hành gì? Mấy cái thứ đó có phải do nó làm ra đâu. Anh cấm em đi chơi với đám tụi nó, riết rồi hư hỏng. Ôi sao anh hai ơi, em biết rồi mà. Em lớn rồi, phải con nít nữa đâu. Em biết người nào tốt cho em mà. Thôi cho em tiền mua bông đi. Mà anh nói rồi đó, sinh viên năm 3 rồi, lo mà học hành cho tốt để còn chuẩn bị cho tương lai. Nè, cầm lấy. Mà hôm nay anh về là phải thấy bông mới trên bàn thờ của ba má nha. Em biết rồi mà. À, anh hai hôm nay cho em về trễ nha. Sao vậy? Hôm nay sinh nhật bạn. Bạn học của em. Mà nhỏ nó thân với em lắm. Nó chỉ bài cho em rồi nó còn giúp đỡ em trong lớp thuyết trình nữa. Giờ ai cũng đi cho em ở nhà. Mà anh hai ơi, bây giờ đi sinh nhật có mà đi tay không kỳ lắm. Cho nên là coi như là cảm ơn nó đi. Ừ, chơi với bạn tốt như vậy anh mừng lắm. Nè, em cảm ơn anh hai.
Nhớ về trước 11 giờ. Anh hai muốn em về trước 11 giờ. Anh hai mua xe cho em đi. Bây giờ em đi ké hoài làm sao mà chủ động giờ giấc được. Từ từ, rồi anh sẽ mua cho. Nhưng nhớ là mua để đi học, chứ không phải để đi chơi nghe chưa. Em biết rồi mà, anh hai nói nhiều quá à. Thôi được rồi, anh đi đây, bye bye. Đồ anh hai keo kiệt. Để mở cho. Được rồi mà. Để mấy chị cho công ty anh thấy, lát mấy bà chọc em nữa. Người yêu của anh thì anh lo, cho mấy bà chọc thoải mái. Già cái đầu rồi mà còn thích thể hiện quyền sở hữu quá ha. Thầy ơi là thầy, đi dậy đi. Chỉ với em thôi, chứ còn mấy cô khác hả, không có được đâu. Được rồi em vô làm nha. Anh đi nhanh đi còn kịp giờ dậy nữa. Mà nè, không được bỏ bữa sáng đâu nha. Gặp người yêu có chút xíu buổi sáng à, mà cũng bị đuổi nữa. Thôi mà, tại sáng nay hai đứa đều bận, cho nên không có ăn sáng chung với nhau. Mà anh thì hay bỏ bữa sáng. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn lo cho em. Và lo cho tương lai của hai đứa mình nữa chứ. Cái miệng dẻo à, mà nói được là phải làm được đó nha. Thôi anh đi đi, okay. Chiều về sớm em nấu cơm cho. Bye bye. Đi đi. Đi cẩn thận. Đây nha. Cô ơi, cô có sao không? Cái điện thoại của cô đây. Tôi xin lỗi. Mà có phải cô là... Còn có phải gì nữa? Anh đi đứng như vậy mà coi được á hả? Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nha. Gọi công an đi. Cô nói sao? Tôi nói là gọi công an đi. Anh đi đứng như vậy làm ảnh hưởng đến tôi, tới tài sản của tôi. Tôi muốn anh gọi công an xuống giải quyết chuyện này. Tôi có nói là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng mà cô có cần thiết phải gọi công an không? Anh nhìn đi, nhìn cái bộ dạng của tôi đi. Sáng nay tôi còn có một cuộc họp quan trọng. Như thế này làm sao tôi có thể đến công ty được chứ. Nếu như tôi bị trễ giờ, làm ảnh hưởng uy tín của tôi, đến lợi ích công ty của tôi, anh có bồi thường được không? Tôi có nói là tôi không sai đâu. Tôi đang rất hợp tác với cô để giải quyết. Sao cô lại nặng lời như vậy? Không cần nói nhiều, để tôi gọi công an xuống đây giải quyết. Thôi được rồi, tôi sẽ đứng đây đợi với cô. Dạ em nghe đây chị. Dạ dạ. Dạ em đang trên đường tới. Dạ chị. Dạ. May cho anh hôm nay đó. Nếu như là hôm khác, tôi không để qua chuyện này đâu. Phụ nữ gì mà hung dữ thế sợ. Ai mà yêu cô chắc tàn đời. Đẹp không? Trời ơi, kinh quá này. Xuất sắc, xuất sắc. Trời đất à. Đẹp. Lúc không? Nào mà chẳng xinh. Đúng không, đúng không? Cái gì vậy? Hôm nay tươi dữ người ta. Ông này lạ. Tươi lúc nào mà chẳng tươi. Không, bình thường là tươi. Hôm nay là tươi roi rói luôn á bà. Mỗi lần đến tiết thể dục là bà như vậy đó. Bà kết ông thầy lắm rồi. Bà nói gì vậy? Tôi không những kết thầy mà tôi cũng ăn thầy nữa cơ. Tại vì thầy ngon quá mà. Ông có gì đâu mà ngon. Ngon hơn ai thì tôi không biết. Nhưng mà ngon hơn ông là cái chắc rồi. Đúng rồi. Thầy vô, thầy vô. Xin lỗi các em. Hôm nay thầy gặp chút sự cố trên đường nên đến trễ. Thầy bị sao vậy thầy? Chứ tụi em chờ thầy bao lâu cũng được mà. Chỉ là va chạm nhỏ thôi, không sao. Thầy có bị làm sao không thầy? Thì bị vậy là em xót lắm á. Thôi được rồi,
Các em, chúng ta chuẩn bị khởi động đi nào. Ủa Vân, em bị sao vậy? Dạ hôm qua thầy, em ngủ em nghiêng một bên á. Bây giờ tay em đau quá thầy. Thầy giúp em được không thầy? Em có sao không? Dạ em đau. Em đau đây rồi thầy. Tối nay có ai bút lịch thầy chưa thầy? Nếu chưa thì thầy dành cho em nha. Vâng. Hành động của em như vậy là không được. Ở độ tuổi của em bây giờ nên tập trung vào việc học, còn chuẩn bị cho tương lai. Rồi chúng ta xoay khớp gối. Quá trời quá đất. Thiệt á. Không, tao không hiểu tại sao tạo hóa có thể tạo ra một con người mà nó hoàn hảo tới như vậy. Cái gì mà nó cần téo lại là nó téo lại, mà cái gì nó cần phình ra là nó phình quá. Mà chỗ nào cong thì nó cong vòng, mà chỗ nào nó ướt thì nó chèm bẹp luôn. Đỉnh thiệt. Vậy sao biết chèm bẹp? Không, tập á ra mồ hôi ướt kìa. Mà cái gì? Người ta là hoa hậu mới đăng quang mà. Không ngon sao được, đúng không? Ờ ha. Mà đã là hoa hậu rồi sao còn đi tập chi cho cực khổ trời. Hoa hậu là tên tuổi người ta đang lên, hiểu không? Phải tập gắng sức mà bo cho cơ thể nó perfect thì mới có nhiều cơ hội. Ờ đúng rồi đúng rồi. Ồ nhìn cái eo kìa, nhìn cái eo kìa. Á xa. Có cái eo kìa. Bỏ vừa vô cái hũ quay của tao luôn á. Trời ơi mà tức. Tức. Chọn ai BT không chọn, chọn ngang cha Leo. Ừ. Trời ơi, đây nè, mình cũng đâu có thua kém gì đâu, sao không chọn mẹ mình. Mẹ duyên mà lọt vô tay tụi mình thì tao nói mày thôi rồi luôn. Trời ơi. Ủa, đâu đây? Làm gì mấy cha? Ủa, tôi nhớ đây là cái phòng tập gym chứ đâu phải là sở thú đâu mà xuất hiện hai con đời ươi ở đây vậy ta. Ủa mắc cười quá à. Tôi làm BT, tôi tập mệt thì tôi nhìn gái cho nó tăng testosterone lên, tôi có sức tôi tập tiếp. Chứ không lẽ giờ tôi đi nhìn Hà Mã cho tôi sụm luôn. Nói ai Hà Mã? Ai biết. Ông có tin kêu. Ông. Dạ. Được. Tới liền. Trời ơi, Hà Mã kìa. Hà Mã chỉ nữa. Ê, keo bà này phải bằng 4 hũ quay. Lấy mệt vậy. Trời ơi, học như cuốn họng luôn vậy đó. Xin lỗi chị. Ê, chậm mồ hôi giùm coi. Dạ. Dưới cổ kìa. Mỏi dài quá, mỏi dài quá. Cái chuyện như tôi phải không? Ừ, bóp cho, tôi ra đây bóp cho. Chị. Leo à, hôm nay tranh thủ tập xong sớm cho Kỳ Duyên. Chiều nay tôi còn dắt cô ấy qua nhà thiết kế đi thử đồ. À, dạ chị Kim. À, vậy lát nữa mình sẽ tập cardio khoảng 3 phút. Sau đó em sẽ được nghỉ ngơi. Giờ anh đi chuẩn bị đồ nha. Dạ, ủa? Em cảm ơn anh. Duyên nè, Thí Kiều đã chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho em. Nhớ từ đây tới tối không ăn gì để thử đồ nha. Dạ chị. Nè, hôm nay giờ tôi ăn gì á? À, dạ có salad ớt gà, chuối với lại trứng luộc đó chị. Trời ơi, nữa hả? Cái tuần nay tôi ăn món đó rồi. Chứ bây giờ chế độ như vậy rồi, chị muốn em làm sao hơn? Trong khi á hả, Yên Hà, mỗi lần mà em đưa chế độ như vậy á, cô ấy ăn uống không phàn nàn, tập gym một cách gọi là siêng năng và bây giờ xô chậu rất nhiều, thì mình phải coi lại bản thân mình đi chứ. Yên Hà, suốt ngày Yên Hà hoài. Ủa thì có sao em nói vậy mà. Kiều, muốn giữ dáng thì phải chịu khó. Mất cơ hội đứng trên sàn catwalk vì mấy bữa ăn mà em thích. Em chọn đi. Sao chị cứ la em hoài à? Chứ chị nhắm coi có món mụn ăn suốt cả tuần lễ ai ăn nổi. Chị ăn được không? Ít ra thì cũng phải chế biến có này có kia cho người ta ăn chứ. Kiều bận lo lịch trình và quần áo của em nên không có thời gian chế biến những món ăn cầu kỳ. Thôi chị sẽ ghi nhận điều này. Tranh thủ tập đi. Trời ơi trời đất ơi trời ơi. Có chuyện gì vậy Vân? Hẹn hò với em đi. Em đang làm mọi người hiểu lầm tôi đó. Vân à, em còn trẻ. Việc của em bây giờ là phải cố gắng học tập. Em còn tương lai. Ba em.
là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất ở thành phố này, là mạnh thường quân của cái trường này. Em cần gì phải học nữa? Nếu như mà thầy quen em thì thầy chỉ có lợi chứ không có hại. Em đang xúc phạm đến giáo viên đó Vân. Tôi đã có người yêu rồi, tôi chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Nếu em còn những hành động này, bắt buộc tôi phải dùng những biện pháp răn đe mạnh hơn đó. Vì câu trả lời của thầy là không. Đây đâu phải lần đầu tôi từ chối em. Em làm gì vậy Vân? Em làm gì vậy? Thầy! Vân! Thầy! Thầy! Em làm gì vậy? Nè! Bỏ Vân! Thầy làm gì vậy? Mọi chuyện không phải như các em đang thấy đâu. Đồ giáo viên biến thái! Vân! Sao em lại làm như vậy? Em không thấy xấu hổ sao? Ông tránh ra coi! Không có bọn tôi thì ông đã làm nhục bạn ấy rồi. Ông chuẩn bị mà ra hầu tòa đi. Thật sự thầy không có làm gì em ấy hết. Thật sự thầy bị oan mà. Thầy Phúc, chuyện này là sao? Thầy hiệu trưởng, chính em ấy đã hại tôi. Tôi không có làm gì em ấy hết. Tôi bị oan. Vâng, em giải thích cho mọi người hiểu mọi chuyện đi. Ông tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Tôi vẫn nghĩ thầy là một trong những giáo viên có tư cách nhất trường. Tôi không ngờ thầy lại như vậy. Mấy em đưa Vân lên phòng y tế thì mày để thầy nói chuyện với thầy Phúc. Thầy Phúc. À mà không, kể từ lúc này anh không còn là giáo viên của trường này nữa. Thầy hiệu trưởng, tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Thực sự tôi bị oan mà. Tôi không muốn nghe nữa. Để lát nữa về con mua cho. Thôi mẹ đừng có đi, chân mẹ đang đau mà. Dạ con đang ở nhà anh Phúc. Mẹ đừng có nói như vậy. Tuy là lương của anh Phúc không có cao, nhưng mà con thấy ổn định mà. Thôi được rồi, mẹ để con nấu ăn xong đã. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con về. Mai. Ủa, anh về rồi hả? Ừ, anh mới về. Hôm nay em làm món thịt khìa nước dừa mà anh thích nhất đó. Ngon không? Anh không có đói bụng, nhưng mà nghe mùi thơm anh cũng phát thèm đây. Có cần anh phụ gì không? Không, bây giờ anh chỉ việc đi rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm thôi. Đi đi anh. Hân. Anh hai, về rồi hả? Đi chơi có chừng mực thôi. Nhớ về trước 11 giờ. Em biết rồi mà, vẫn câu nói cũ, mua xe cho em đi. Anh đã nói rồi mà. Để từ từ anh mua. Dạ em biết rồi mà. Thôi em đi đây. Anh, buổi hôm nay ở trường có chuyện gì hả? Anh... Chờ em có lâu không? Chờ em cả đời cũng được. Ê ê ê, hôm nay người yêu tôi bằng đột bén như vậy ta? Trời ơi, bén không? Bén muốn đứt tay. Ui da, đứt tay thiệt luôn á. Trời, cái mỏ vũ điêu à. Mà tay anh bị sao vậy? Mấy bữa trước anh đi ba có đụng độ với tụi kia mà không sao. Ghê lắm nha. Ê, mà ông anh của em á, biết em đi với anh không? Ôi sao anh đừng có lo. Em mà nói là anh lên sàn với anh á hả, là ổng chở nhà luôn rồi. Nhưng mà em nói là em đi qua nhà con mọt sách kia sinh nhật, cho nên là ổng gật đầu cái rụp. Dạo này nói xạo quá nha. Ủa mà em đi học mà. Đi học gì? Học bay. Anh đó nha. Gì? Anh trai của em mà biết được là anh xét xét anh ra. Trời, anh sợ quá. Thôi đi bay cho đỡ sợ đi. Sa thải. Nhưng mà anh đâu có làm gì sai. Anh cũng không ngờ con bé lại làm vậy. Sao anh phải chịu trách nhiệm cho một việc mà mình không làm? Thầy hiệu trưởng cũng chịu áp lực bởi gia đình của con bé. Mặc dù anh không làm gì sai, nhưng anh cũng không muốn những người khác phải bị liên lụy. Thầy hiệu trưởng,
Tôi đi dạy ở trường này bao lâu nay chưa bao giờ có một hành động bất chính nào. Tôi đã có hôn thê rồi, tôi chuẩn bị kết hôn. Tại sao tôi phải liều lĩnh bất chấp làm vậy với một sinh viên chứ? Nhưng anh đã sai lầm khi động đến con gái của một mạnh thường quân lớn nhất của trường này. Tôi không thể để anh tiếp tục với tư cách giảng viên ở đây nữa. Hai năm anh gắn bó với ngôi trường này chắc có lẽ kết thúc ở đây thật rồi. Thiệt là bất công mà. Anh dự định tháng sau lãnh lương sẽ làm thủ tục trả góp để mua cho bé Hân một chiếc xe. Nhưng kế hoạch đó bây giờ phải tạm gác lại rồi. Anh đúng là thằng anh tồi. Anh đừng có nói như vậy. Nếu anh là một người anh tồi thì ai sẽ là ông anh tốt đây? Anh đừng có buồn nữa. Rồi anh sẽ tìm được công việc tốt hơn công việc cũ luôn. Ừ, anh nghĩ mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Ừ. Anh sẽ mạnh mẽ lên để lo cho Hân và còn lo cho tương lai của hai đứa mình nữa. Mai à, em chính là lý do để anh nỗ lực và phấn đấu hơn. Thôi, em đói rồi. Bây giờ tụi mình ăn cơm nha. Có thịt mới dược được đạo chứ. Thịt khìa nước dừa mà anh thích nè. Như đã trình bày, Yên Hà và Kỳ Duyên là hai người mẫu triển vọng nhất trong số các em trực thuộc Diamond Star. Công ty đã hoạch định ra chiến lược nhằm đưa tên tuổi hai em lên hàng top trong làng thời trang, từ đó sẽ lấn sân sang showbiz, tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Ừ, thôi hai em ngồi đi. Nhưng quan trọng vẫn là cuộc thi ASEAN Supermodel. Chị Kim đã chọn được người chưa? Tôi đã gửi bản đề xuất. Anh chưa coi qua hả? À, tất nhiên là coi rồi. Nhưng tôi đợi xem ý kiến của anh hai tôi thế nào. À không, là chủ tịch mới đúng. Nếu anh đã coi rồi thì chắc chắn anh sẽ biết người tôi đề cử là Yên Hà. Người có khá nhiều kinh nghiệm sẽ bước trên tất cả các sàn catwalk lớn bé. Chưa kể em ấy còn có khả năng diễn xuất rất tốt. Còn Kỳ Duyên, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ đề xuất em ấy đi thi vào năm sau. Em cảm ơn chị. Em còn phải học hỏi nhiều lắm. Em cũng nghĩ vậy. Mắt nhìn của một đàn chị đã từng là cựu siêu mẫu chắc chắn sẽ sắc sảo hơn người à. Rất tốt. Những lời Thiên Kim vừa trình bày tôi nghĩ cũng đã quá rõ ràng rồi. Chị, cái gì đây? Yên Hà lên báo. Lên báo thì có gì đâu mà thông báo. Chị mở trang chính của các báo coi thử đi. Coi cô như vậy mà cũng hoang dã quá ha. Cậu không nên dùng từ sổ sàng như vậy. Sổ sàng? Đúng. Tôi sổ sàng. Còn cô ta thì sao? Cô ta sắp làm cho công ty tốn một đống tiền để dọn dẹp cái đống bầy hệ của cô ta đó. Bây giờ cô tính sao? Chị, em không có. Em không phải em làm. Kim. Dạ chủ tịch. Đóng băng toàn bộ hoạt động của Yên Hà. Thông báo với các brand và nhà thiết kế, chúng ta sẽ gửi danh sách người mẫu thay thế sớm nhất. Không đưa ra bất kỳ lời phát ngôn nào. Để tôi làm việc với bên báo chí đã. Chị à, chị bình tĩnh đi. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống mà. Còn cuộc thi ASEAN Supermodel, chúng ta vẫn gửi người tham dự. Đó chính là Kỳ Duyên. Xem như thử lửa trước một năm. Chuyển đổi toàn bộ lịch trình của Yên Hà sang cho Kỳ Duyên và dốc toàn lực vào cuộc thi này. Cô làm được chứ? Dạ. Sao? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Tốt rồi, vậy đi.
may cho cô là không đền hợp đồng cho công ty đó. Chứ đâu như Kỳ Duyên, vừa xinh đẹp lại còn quý phái. Dạ em cảm ơn. Em xin phép ạ. Dạ anh chào anh ạ. Chào em. Anh tới để đặt bàn. Dạ để em dẫn anh đi một vòng à. Thôi được rồi, để anh tự đi xem cũng được. Anh tính là kỳ này đám cưới xong á, tụi mình sẽ đi mai. Anh, người này là ai vậy? Nè cậu, cậu ở đâu ra vậy? Ai cho phép cậu đến cái bàn này mà tra hỏi này nọ? Thôi được rồi, để tôi trả lời thay cho con gái tôi luôn. Mẹ, hôm nay á, con Mai nó đến đây á là để coi mắt anh Phước đó. Sẵn đây á, tôi cũng giới thiệu luôn, anh Phước là chủ một xí nghiệp may, còn có một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, tiền đồ rộng mở. Hai người có vẻ ưng ý nhau lắm rồi. Đàn ông là phải như vậy chứ. Lo cho bản thân mình còn chưa xong mà bám dính con gái người ta làm gì? Định hại đời con gái nó hả? Em xin lỗi. Em biết anh đến đây để làm gì không ai? Anh đến đây là để tìm một nơi cầu hôn em đó. Nhưng anh chưa kịp hỏi cưới em thì anh đã có câu trả lời rồi. Em thực sự xin lỗi. Từ lúc nào vậy Mai? Em vẫn ngọt ngào, vẫn quan tâm đến anh. Nhưng tại sao anh thật sự là không hiểu? Anh ơi, em mong anh hiểu cho em. Em cũng là con gái, em cần sự an toàn. Ở bên cạnh anh em rất là vui. Nhưng mà khi nghĩ về tương lai của hai đứa, em sợ. Mẹ em nói đúng, khi người ta còn trẻ, người ta sẽ muốn ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng mà khi trưởng thành, ta phải ở bên người mà có thể bảo vệ, chăm sóc mình suốt cuộc đời. Có lẽ anh đã quá ích kỷ. Anh không cho em được một cuộc sống tốt, nhưng anh lại không muốn mất em. Em nói đúng, em sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Anh xin lỗi. Em phải thật sự hạnh phúc nha Mai. Đừng nên cố bước cùng nỗi đau.
Nó đây nè, nó đây nè. Ngồi thuốc đây vậy trời. Hello. Này mày mới tới hả? Ừ. Ê, lâu quá không gặp, khỏe không mày? Khỏe không? Khỏe mới ra đây gặp tụi bay chứ không khỏe tao ở nhà rồi. Ừ, khỏe được rồi, tụi tao giờ này cũng bình thường. Anh cũng sáng đi làm, tối về ăn cơm với má vậy mà. Trời, nói chuyện nghe gì có hiếu lắm vậy. Sao mày, tao có hiếu đó giờ. Ê, nó đại ế đi, ai thèm chơi mày. Ui xa, ui xa, ui xa. Hai thằng bay mà ế. Làm ở trong phòng gym suốt ngày gặp toàn là gái đẹp. Sao hai thằng bay không lựa nhỏ nào lấy đại cho rồi. Trời. Để cho ba má mừng. Nói chuyện y như là gái để anh kệ, muốn lấy dễ dàng, muốn đổi đổi luôn. Ừ, làm như dễ lắm vậy. Bởi vậy mấy thằng mà gái bu á, không bao giờ hiểu được tâm lý của anh em tụi mình. Đúng rồi, đẹp trai mà nói gì không đúng đúng không mày? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Để làm nước nhanh ha. Ừ. Ê Phúc, sao rồi? Chuyện mày với Mai sao rồi? Ờ đúng rồi. Cưới chưa? Nghe nói làm quỷ cưới gì lum la mà đúng không? Ừ, tụi tao để dành tiền hết rồi, thiệt. Tụi tao chia tay rồi. Trời. Ủa, trời, cái gì vậy Phúc? Chuyện tình cảm mà, đâu nói trước được điều gì. Trời ơi, sao tiếc quá vậy ta? Hai đứa bay đang đẹp đôi quá mà. À thôi, cái chuyện gì qua rồi thì tao nghĩ là cho nó qua luôn đi. Bây giờ mình nhắm tới tương lai thôi. Ví dụ bây giờ mày quen con Mai này không được thì mai mốt còn nhiều con Mai khác mà. Thanh Mai, Nguyệt Mai, yeah. Cái gì? Không. Không thì bây giờ quan trọng là sự nghiệp nè. Lo lắng về sự nghiệp, ổn định công việc cái đã. Tiền xong làm gì làm. Đúng rồi. Tao bị đuổi việc luôn rồi. Trời, Phúc, sao ra nông nổi này? Trời, anh em hỏi thiệt, mày có tạo nghiệp ở đâu không mà xem giờ quật dữ vậy? À. Chuyện còn dài dòng lắm. Nhưng mà thôi, trước mắt, tao còn phải cố gắng lo cho em tao đàng hoàng, để nó tốt nghiệp ra trường. Mà bây giờ mày có kiếm được công việc mới nào chưa? Tạm thời thì chưa, nhưng mà tao sẽ ráng kiếm việc thật nhanh. Mày có nghĩ giống tao không? Y chang. Đúng rồi, ý hay. Phúc, hay là mày về làm chung với tụi tao đi. Ừ, hồi đó tụi mình lấy chung cái bằng BT nè, mày còn giữ không? Ừ, còn hạn mà. Chơi. Hồi đó tao chọn làm nghề giáo viên thể dục là muốn có nhiều thời gian ở bên Mai và bé Hân. Nhưng bây giờ chắc đã đến lúc tao phải đổi nghề rồi. Đúng rồi, bây giờ mày qua mày làm chung với tụi tao đi. Tụi tao là ma cũ nè, tụi tao sẽ support mày từ A tới Z. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để mày thay đổi bản thân đó Phúc. Đúng vậy. Chắc bên này quá. Đây chính là khoảnh khắc mà em đã mong chờ. Anh sẽ đưa em đến những nơi em không ngờ. Nói về bạn bè em don't need a ride home. Anh sẽ đưa em đi không phiền thì cùng anh all night long. Băng qua bao con phố đến nơi chỉ riêng ta. Có biết bao cảm xúc khi bên em ngần ngà. Anh đã chờ người như em từ lâu. Hãy để trái tim của anh và em được gần nhau. Chỉ có riêng ta. Đến đây chỉ có riêng đôi ta. Nơi chỉ có riêng đôi ta. Chỉ có riêng ta. Đến đây chỉ có riêng đôi ta. Nơi chỉ có riêng đôi ta. Nhìn sắc em kiêu kỳ để hồn anh mơ